Mình đoán là các bạn đã thấy tương đối rất là cảm nhận điều đó, và có thể rằng là những hoàn cảnh và những bài hát vừa rồi nó mang tâm trạng tôi đó nặng ra để rồi là cảm nhận, đúng không? Nó hơi ghen một xíu vì nó có những cảnh như vậy, và cũng không ai muốn mình như vậy, nhưng qua đó mình đã cảm nhận được nhiều điều từ chính bản thân mình, và hy vọng rằng tất cả anh em artist đã hiện trong bài hát vừa rồi đã gửi chúng ta một niềm cảm xúc riêng họ. Còn giờ đã thay đổi không khí, và sẽ đến với một người bạn của chúng tôi, một người rất từ bình thường, anh ấy biến đổi thành bất thường và lên cấp độ cao hơn, và anh ấy biến đổi thành phi thường. Ok, một người dám nói không với Việt Nam Got Talent, nói to lên ấy lên nào. Say what? Còn đây là beatboxer Peter T. Hello, 1, 2, mic check. Xin chào tất cả các bạn, mình là beatboxer Peter T. And now, beatboxing in the house. Everybody, are you ready? Enjoy. Okay. When I say beat, you say box. Beat, box, beat, box. When I say beat, you say box. Beat, box, beat, box, beat, box, beat, box, box. Các bạn muốn nghe nữa không ạ? Nói lên được không ạ? Ok, and now, then how electro. Thank you.
sexy and I'll blow it. I'm sexy and I'll blow it. Các bạn đến sau ạ.